ở cầu An Đông hả? Cầu ngay trước mặt mình là cầu An Đông. Đúng rồi, cầu trước mặt. Cửa sông á, cửa sông Vinh. Bắc qua cửa cửa sông Vinh. Qua sông Vinh. Cửa sông. Cầu cũng. À, đó là cái cầu mình đang đi qua, cái cầu An Đông các bạn. Chuẩn bị đi đến cái cầu An Đông phía trước đó. Cầu này nó bắt qua cửa sông rồi. Đường đường đó đường dẫn nó cũng dài. Qua địa phận huyện đúng không? Đã qua địa phận huyện Ninh Phước rồi. Bây giờ mình đã hết ra đi, hết ra khỏi thành phố Phan Thanh Tháp Chàm rồi các bạn. Qua đang ở huyện Ninh Phước. Qua cổ cầu còn tâm thì tới huyện Ninh Phước. Con đi dài dữ á. Ở đây nó vẫn còn một phần của cầu này, nó ở dưới là sông sông Vinh. Đó, giữa đây với khu vực đất liền này. Thì ra thông ra được đến Bạc Cà Ná, nhưng mà đi dọc biển nó sẽ xa hơn là đường quốc lộ một chút, nhưng mà đi qua nhiều cảnh đẹp lắm. Đi trên đường ven biển phía Nam. À, bây giờ chúng ta đã ra khỏi trung tâm rồi.